Hey, xin chào tất cả các em, các thành viên của lớp ôn thi công chức của các địa phương và các bộ ngành. Xin mời các em vào lớp để chúng ta ôn tập các nội dung của bạn để thi công chức tài chính kế toán với văn bản thông tư số 70 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã với hai câu hỏi mà các em cho chúng ta. Và câu hỏi thứ nhất, anh chị hãy cho biết các quy định về chứng từ kế toán và quy định về tài khoản kế toán theo thông tư số 70 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã. Em nhé, thì thầy sẽ giải đáp câu hỏi này cho các em như sau. Thì chúng ta cho thầy dẫn dắt từ cái phần khái niệm, đúng không? Thầy thấy là chứng từ kế toán đó là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh và đã hoàn thành làm căn cứ ghi sổ kế toán. Chứng từ kế toán là một tài liệu kế toán. Thầy nhớ cho thầy ở đây, chứng từ kế toán là giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh và đã hoàn thành làm căn cứ ghi sổ kế toán. Chứng từ kế toán là một tài liệu kế toán. Thứ hai là liên quan đến khái niệm về tài khoản kế toán. Thì tài khoản kế toán là phương tiện giúp cho kế toán phân loại các đối tượng kế toán để phản ánh, kiểm tra và giám sát một cách thường xuyên, liên tục và có hệ thống tình hình hiện có và sự vận động từng loại tài sản, từng loại nguồn vốn của các quá trình sản xuất kinh doanh khác nhau trong các đơn vị. Ta thấy tài khoản kế toán chính là phương tiện giúp cho kế toán phân loại các đối tượng kế toán để phản ánh, kiểm tra và giám sát một cách thường xuyên, liên tục, có hệ thống tình hình hiện có và sự vận động của từng loại tài sản, từng loại nguồn vốn cũng như các quá trình sản xuất kinh doanh khác nhau trong cơ quan tổ chức doanh nghiệp tham nhau. Thì thấy khái niệm về chứng từ kế toán và khái niệm về tài khoản kế toán. Thì chúng ta thấy là trong luật kế toán đã đưa ra các quy định rất là chi, các nội dung về quy định về chứng từ kế toán và các tài khoản kế toán làm cơ sở thực hiện cho các đơn vị tổ chức có sử dụng vốn ngân sách nhà nước ở trung ương cũng như địa phương. Để cụ thể hóa các nội dung này thì Bộ Tài chính đã ban hành quy định thông tư số 70 năm 2019 hướng dẫn các nội dung về chế độ kế toán và tài chính ở cấp xã để làm cơ sở cho các đơn vị ngân sách ở địa phương, cụ thể là cấp xã đấy, thực hiện tuân thủ trong việc sử dụng các chứng từ kế toán và tài khoản kế toán tại địa phương mình theo đúng quy định của pháp luật. Thì nó thấy là trong cái thông tư số 70 đã đưa ra quy định rất rõ liên quan quy định về chứng từ kế toán như sau. Thứ nhất thì chúng ta thấy về chứng từ kế toán và những vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh hoàn thành làm căn cứ cái số kế toán. Thì chúng ta thấy ở các xã phường thị trấn, người ta gọi tắt là các xã đấy, sử dụng thống nhất mẫu chứng từ kế toán theo quy định của các cái quy định của thông tư này, ta thấy rất là rõ trong cái thông tư nội dung của thông tư số 70 năm 2019, đúng không ạ? Bộ Tài chính ấy. Thì chúng ta thấy là đối với các chứng từ mà bắt buộc là chúng ta thấy ký hiệu là BB đấy, trong quá trình thực hiện thì các xã không được sửa đổi biểu mẫu chứng từ đã quy định, là bắt buộc thì không được sửa đổi các em nhé. Và chứng từ bắt buộc ký hiệu là BB thì trong quá trình thực hiện các xã không được sửa đổi biểu mẫu chứng từ đã quy định. Thứ hai là đối với các chứng từ mà hướng dẫn có ký hiệu là HG thì trong quá trình thực hiện các xã được phép sửa đổi bổ sung biểu mẫu chứng từ phù hợp với nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh. Thấy với các chứng từ mà hướng dẫn ký hiệu là HG đấy, trong quá trình thực hiện thì các xã được phép sửa đổi bổ sung biểu mẫu chứng từ phù hợp với nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh. Thế chúng ta nhớ thấy hai loại chứng từ, là chứng từ bắt buộc và chứng từ hướng dẫn. Ta thấy chứng từ bắt buộc là không được sửa đổi, đúng không? Còn hướng dẫn thì được sửa đổi và bổ sung tham nhá. Thứ ba là đối với mẫu chứng từ in sẵn phải đảm bảo bảo quản cẩn thận, không được để hư hỏng, mục lát, xét biên lai thu tiền và giấy tờ có giá phải được quản lý như tiền. Ta thấy rất rõ đối với các mẫu chứng từ in sẵn thì phải được bảo quản cẩn thận, không được để hư hỏng, mục lát, xét biên lai thu tiền và giấy tờ có giá trị thì phải được quản lý như tiền. Thứ tư là với các cái danh mục mẫu và giải thích phương pháp lập các cái chứng từ kế toán quy định tại phụ lục 01 hệ thống chứng từ kế toán kèm theo thông tư này thì chúng ta thấy là rất là rõ đối với cái danh mục mà mẫu và giải thích phương pháp lập các chứng từ kế toán quy định tại phụ lục số 1 hệ thống chứng từ kế toán kèm theo thông tư này. Đối với các nghiệp vụ mà kinh tế phát sinh chưa có chứng từ kế toán quy định tại phụ lục 1 thì các xã lập chứng từ kế toán đảm bảo đáp ứng tối thiểu ở 7 nội dung quy định tại điều 16 của luật kế toán kèm nhé. Đối với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chưa có chứng từ kế toán quy định tại phụ lục 1 này thì các xã lập chứng từ kế toán bảo đảm đáp ứng tối thiểu 7 nội dung quy định tại điều 16 của luật kế toán.
thấy trong ý thứ nhất trong khoản số 1 là quy định về chứng từ kế toán, ý thứ hai là quy định về tài khoản kế toán. Chúng ta thấy rồi, các tài khoản là kế toán chính là việc phản ánh thường xuyên liên tục có hệ thống về tình hình tài sản tiếp nhận sử dụng nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khác, tình hình thu chi hoạt động, kết quả hoạt động và các khoản khác của cấp xã. Thì chúng ta thấy với tài khoản kế toán phản ánh thường xuyên liên tục có hệ thống về tình hình tài sản tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khác, tình hình thu chi hoạt động, kết quả hoạt động và các khoản khác của các xã. Thì ta thấy là các phần quy định rất rõ về tài khoản kế toán. Rồi tài khoản kế toán sẽ được phân loại theo hệ thống. Như thấy phân loại hệ thống kế toán, tài khoản kế toán sẽ bao gồm, ta thấy rất rõ, nhất là gồm các tài khoản trong bảng tài khoản từ 1 đến 9, đúng không? Từ một loại 1 đến loại 9 được hạch toán kép, hạch toán bút toán đối với ứng giữa các tài khoản. Hệ thống tài khoản kế toán trong bảng phân loại hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế tài chính theo nội dung kinh tế, bao gồm 26 tài khoản cấp 1, trong đó một số tài khoản cấp 1 được chi tiết theo tài khoản cấp 2 phù hợp với yêu cầu quản lý, đúng không ạ? Chúng ta thấy là cái hệ thống tài khoản đầu tiên là các tài khoản trong bảng gồm cái tài khoản từ loại 1 đến loại 9 được hạch toán kép, hạch toán bút toán đối ứng giữa các tài khoản của hệ thống tài khoản kế toán trong bảng phân loại và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế tài chính theo nội dung kinh tế, bao gồm 26 tài khoản cấp 1, trong đó một số tài khoản cấp 1 được chi tiết theo tài khoản cấp 2 phù hợp với yêu cầu quản lý. Thứ hai, ta thấy phân loại thứ hai, hệ thống tài khoản thứ hai ở đây chính là tài khoản ngoài bảng thì được hạch toán đơn, nghĩa là không hạch toán bút toán đối ứng giữa các tài khoản. Các tài khoản ngoài bảng thì gồm hai tài khoản 005 còn là các dụng cụ lâu bền đang sử dụng và tài khoản 08 là các dự toán chi ngân sách. Tài khoản 08 thì liên quan đến ngân sách nhà nước thì được phản ánh theo mục ngân sách nhà nước và theo liên độ ngân sách có năm trước năm sau. Thấy hệ thống tài khoản thứ hai đó là tài khoản ngoài bảng được hạch toán đơn, nghĩa không hạch toán bút toán đối ứng giữa các tài khoản. Và các tài khoản ngoài bảng gồm hai tài khoản tài khoản 05 và tài khoản 08. Tài khoản 05 chính là dụng cụ lâu bền đang sử dụng, tài khoản 08 là dự toán chi ngân sách. Tài khoản 08 thì liên quan đến ngân sách nhà nước được phản ánh theo mục lục ngân sách nhà nước và theo liên độ ngân sách có năm trước năm sau. Chúng ta nhớ là hai hệ thống kế toán là hẳn trong bảng và ngoài bảng em nhé. Thứ ba là việc vận dụng hệ thống kế toán thì các xã sẽ căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán ban hành tại thông tư này để vận dụng tài khoản kế toán áp dụng phù hợp với hệ thống hoạt động của cấp xã. Ta thấy là việc vận dụng hệ thống tài khoản thì các xã căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán ban hành tại thông tư này để vận dụng tài khoản kế toán áp dụng phù hợp với hoạt động của xã. Thứ hai là với các xã mà được bổ sung tài khoản kế toán trong các trường hợp sau đây, ta sẽ được bổ sung vào tài khoản chi tiết cho các tài khoản đã được quy định trong danh mục hệ thống tài khoản kế toán phụ lục số 02 kèm theo thông tư này để phục vụ cho yêu cầu quản lý của xã. Ta nhớ là với các xã được bổ sung tài khoản kế toán thì trong các trường hợp, một là được bổ sung tài khoản chi tiết cho các tài khoản đã được quy định trong danh mục hệ thống tài khoản kế toán phụ lục số 02 kèm theo thông tư này để phục vụ yêu cầu quản lý của cấp xã. Thứ hai là Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản bổ sung tài khoản ngang cấp với các tài khoản đã được quy định trong hệ thống danh mục tài khoản kế toán phụ lục 02 kèm theo thông tư này. Đấy, thẩm quyền của Bộ Tài chính sẽ chấp thuận bằng văn bản bổ sung tài khoản ngang cấp đối với các tài khoản đã được quy định trong danh mục hệ thống tài khoản kế toán phụ lục 02 kèm theo thông tư này. Thứ tư đó là về danh mục hệ thống tài khoản. Thì chúng ta thấy ở đây với danh mục hệ thống tài khoản được tài khoản kế toán ấy, giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán của xã quy định tại phụ lục số 02 hệ thống tài khoản kế toán kèm theo thông tư này. Cả thấy với danh mục hệ thống tài khoản kế toán giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán của xã quy định tại phụ lục số 02 hệ thống tài khoản kế toán kèm theo thông tư này. Các nhắc đấy là bốn quy định rất là rõ ở đây kèm nhau trong nội dung về phần quy định về tài khoản kế toán, và trước đó tạo nắm được 4 nội dung quy định về chứng từ kế toán. Chúng ta thấy kết bài ở nội dung câu này. Trên đây là những nội dung quy định về chứng từ kế toán và quy định tài khoản kế toán được quy định tại thông tư số 70/19 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ ngân sách và tài chính kế toán. Đây là những căn cứ pháp lý quan trọng để các đơn vị kế toán tài chính cấp xã đấy, đúng không? Trong việc thống nhất, trong việc sử dụng các mẫu chứng từ kế toán, đúng không? Có thể chứng từ bắt buộc hay là hướng dẫn, đúng không?
rồi thực hiện các quy định khác trong việc lập các cái mẫu, rồi giải thích các phương pháp lập chứng từ kế toán theo đúng hướng dẫn của là kế toán. Đồng thời với các quy định về tài khoản kế toán thì cũng giúp cho các đơn vị kế toán cấp xã, đúng không? Ta thấy là có sự phản ánh thường xuyên liên tục tiếp nhận các nguồn kinh phí của ngân sách nhà nước, đúng không? Phù hợp với các nội dung về các khoản thu chi theo đúng các hệ thống tài khoản kế toán trong bảng hoặc là kế toán ngoài bảng, đúng không? Vận dụng phù hợp với hệ thống kế toán trong việc thực hiện các nội dung, đúng không? Phù hợp, nghĩa là vận dụng các tài khoản toán ứng dụng phù hợp với hoạt động của cấp xã, đấy, tuân thủ theo quy định hướng dẫn trong danh mục về hệ thống kế toán theo các phụ lục, đúng không? Phụ lục số 02 về hệ thống kế toán để giải thích nội dung phương pháp ghi sổ kế toán phù hợp với các quy định trong thông tư này, em nhé. Như vậy trong đã xong nội dung ở câu hỏi số 1 của thông tư số 70 năm 2019 của tài chính. Ta đi vào câu hỏi số 2. Còn anh chị hãy trình bày quy định về báo cáo tài chính theo thông tư số 70 năm 2019 hướng dẫn về chế độ ngân sách tài chính cấp xã. Thì chúng ta thấy ở đây về báo khái niệm về báo cáo tài chính chúng ta cũng cần được đưa ra, như thể nói chúng ta phải nêu được các cái khái niệm trước khi chúng ta đi vào cụ thể với cái nội dung, đúng không ạ, của cái phần từng trình bày của chúng ta, thì chúng ta thấy nó sẽ thuyết phục hơn rất là nhiều các em nhá. Thì chúng ta thấy ở đây ta sẽ có khái niệm về báo cáo tài chính, thì chúng ta thấy là ở đây báo cáo tài chính chính là hệ thống thông tin kinh tế, ta thấy rất là rõ rồi, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán, thì chúng ta thấy là báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. Thì đối với các cái đơn vị kế toán tại các xã phường thị trấn ấy, cấp xã trong việc sử dụng, nó thấy là liên quan nguồn ngân sách nhà nước, đúng không? Phải thực hiện công tác báo cáo tài chính theo đúng hướng dẫn, ta thấy đúng không ạ, theo đúng chu kỳ, tuân thủ các nguyên tắc và các yêu cầu về lập chu kỳ báo cáo đấy, nguyên tắc lập và thời gian nơi nộp, đúng không, công khai các hoạt động về báo cáo tài chính theo đúng quy định hướng dẫn của thông tư số 70 năm 2019 như sau. Thứ nhất là báo cáo tài chính thì dùng để cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động và các nguồn tiền của xã. Sau khi kết thúc kỳ kế toán của năm thì các xã phải khóa sổ và lập báo cáo tài chính. Thấy là báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động và các nguồn tiền của xã. Sau khi kết thúc kỳ kế toán năm, các xã phải khóa sổ và lập báo cáo tài chính. Thông tin báo cáo tài chính của xã là thông tin cơ sở để tổng hợp thông tin báo cáo tài chính nhà nước cho huyện. Thấy thông tin báo cáo tài chính của cấp xã là thông tin cơ sở để thông tin báo cáo tài chính nhà nước cho cấp huyện, các em nhá. Thứ hai, về nguyên tắc yêu cầu lập báo cáo tài chính thì với báo cáo tài chính của cấp xã đây phải tuân thủ các nguyên tắc và yêu cầu sau đây. Thứ nhất là về nguyên tắc thì việc lập báo cáo tài chính thì lập báo cáo phải căn cứ vào số liệu ở kế toán sau khi khóa sổ kế toán. Báo cáo tài chính phải được lập đúng nguyên tắc, nội dung, phương pháp theo quy định và được trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán. Trường hợp báo cáo tài chính trình bày khác nhau giữa các kỳ kế toán thì phải thuyết minh nêu rõ lý do. Ta thấy là lập báo cáo tài chính phải được căn cứ vào số liệu kế toán sau khi khóa sổ kế toán, và báo cáo tài chính phải được đáp ứng lập đúng nguyên tắc, nội dung, phương pháp theo quy định và được trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán. Trường hợp báo cáo tài chính trình bày khác nhau giữa các kỳ kế toán thì phải thuyết minh nêu rõ lý do. Báo cáo tài chính phải có chữ ký của người lập, phụ trách kế toán xã và chủ tịch ủy ban của xã. Người ký báo cáo tài chính phải chịu trách nhiệm về nội dung của báo cáo. Thấy báo cáo tài chính thì phải có chữ ký của người lập, phụ trách kế toán xã và chủ tịch ủy ban nhân dân của xã. Người ký báo cáo tài chính phải chịu trách nhiệm về nội dung của báo cáo. Đấy là về nguyên tắc. Về yêu cầu trong việc lập báo cáo tài chính cấp xã thì ở đây báo cáo tài chính này phải đảm phản ánh các yêu cầu một cách trung thực, khách quan về nội dung và giá trị các chỉ tiêu báo cáo, trình bày theo biểu mẫu quy định về tình hình báo tài chính, kết quả hoạt động và lưu chuyển tiền của xã. Thấy báo cáo tài chính phải được phản ánh một cách trung thực, khách quan về nội dung và giá trị các chỉ tiêu báo cáo, trình bày theo biểu mẫu quy định về tình hình tài chính, kết quả hoạt động và lưu chuyển tiền của xã. Báo cáo tài chính phải được lập kịp thời, đúng thời gian quy định đối với xã, trình bày rõ ràng, dễ hiểu, chính xác thông tin, số liệu kế toán. Thấy báo cáo tài chính phải được lập kịp thời, đúng thời gian quy định đối với xã, trình bày rõ ràng, dễ hiểu, chính xác thông tin, số liệu kế toán. Thông tin số liệu báo cáo thì phải phản ánh liên tục số liệu của kỳ này, phải kế tiếp số liệu kỳ trước. Ta thấy thông tin số liệu báo cáo là phải phản ánh liên tục số liệu của kỳ này,
phải kế tiếp số liệu kỳ trước. Thứ ba là quy định về kỳ lập báo cáo, thì với các báo cáo tài chính được lập vào thời điểm cuối kỳ kế toán năm theo quy định của kế toán, ở đây báo cáo tài chính thì được lập vào thời điểm cuối kỳ kế toán năm theo quy định của kế toán. Thứ tư, về trách nhiệm của các xã trong việc lập báo cáo tài chính, thì các xã sẽ phải lập báo cáo tài chính năm theo biểu mẫu quy định tại phụ lục số 04 kèm theo thông tư này. Ở đây với các xã thì phải lập báo cáo tài chính năm theo biểu mẫu quy định tại phụ lục số 04 kèm theo thông tư này. Năm, về nơi nộp và thời hạn nộp báo cáo tài chính, chúng ta thấy với nơi nộp ở đây thì các xã chúng ta thấy sẽ nộp báo cáo tài chính cho kho bạc nhà nước cấp huyện, nơi xã giao dịch, hội đồng dân xã, phòng tài chính huyện và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo luật. Chúng ta thấy về nơi nộp báo cáo tài chính cấp xã thì với các xã, chúng ta thấy các xã có trách nhiệm nộp báo cáo tài chính, tiên là cho kho bạc nhà nước cấp huyện, nơi xã giao dịch, thứ hai là hội đồng dân xã, rồi thứ ba là phòng tài chính huyện và thứ tư là các cơ quan nước thẩm quyền khác theo định pháp luật. Còn về thời gian nộp báo cáo tài chính cấp xã thì báo cáo tài chính năm của xã phải được nộp cho cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 90 ngày từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật về kế toán. Thấy báo cáo tài chính năm của xã thì phải được nộp cho cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật về kế toán. Đây là thời hạn nộp báo cáo tài chính. Thủ tục công khai báo cáo tài chính cấp xã, thế là với báo cáo tài chính được công khai theo quy định của pháp luật về kế toán và các văn bản có liên quan. Thấy là các báo cáo tài chính này phải được công khai theo quy định của pháp luật về kế toán và các văn bản liên quan. Thứ bảy là danh mục báo cáo, mẫu báo cáo giải thích theo phương pháp lập báo cáo tài chính nêu tại phụ lục số 04 hệ thống báo cáo tài chính ấy, kèm theo thông tư này. Thì mới danh mục rồi mẫu báo cáo giải thích phương pháp lập các báo cáo tài chính nêu tại phụ lục số 04 hệ thống báo cáo tài chính kèm theo thông tư này. 7 quy định rất rõ về báo cáo tài chính em nhé. Thì thấy phần kết bài đây, trên đây là các nội dung quy định về báo cáo tài chính được quy định tại thông tư số 70/19 của Bộ Tài chính và quy định về hướng dẫn liên quan đến nội dung về chế độ kế toán ngân sách và tài chính cấp xã. Đây là quy định rất quan trọng để giúp cho các cơ quan tài chính ở cấp xã đấy, đúng không? Thực hiện các nội dung về báo cáo tài chính phản ánh đúng về tình hình kết quả hoạt động các luồng tiền sử dụng của cấp xã cho dụng ngân sách nhà nước trong hoạt động lập các báo cáo về tài chính, đúng không? Căn cứ trên các số liệu được thực hiện tuân thủ các nguyên theo các nguyên tắc các yêu cầu, đúng không? Về phản ánh trung thực khách quan, đúng không? Các số liệu kế toán phản ánh liên tục đầy đủ theo đúng chu kỳ báo cáo, gắn trách nhiệm của các xã phường trong lập báo cáo đấy, đảm bảo về thời gian nộp, nơi nộp theo đúng quy định hướng dẫn của thông tư số 70/2019 của Bộ Tài chính, quy định hướng dẫn các nội dung về phần hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính cấp xã. Các em nhé, như vậy là thầy đã hướng dẫn xong hai câu hỏi gắn với thông tư số 70/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ kế toán ngân sách tài chính xã. Thì chúng ta nắm bắt các nội dung các kiến thức phần chính nhất để ta học kỹ nội dung này. Cảm ơn các em rất nhiều. Hẹn gặp lại các em vào một học tới. Xin cảm ơn các em.